Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn sinh học lớp 7 qua sách và bài tập. Rồi trong bài hôm nay là bài 23, thực hành mổ và quan sát tôm sông. Báo cáo kết quả thực hành. Một la mã đối tượng quan sát là tôm sông. Hai là kết quả quan sát. Thì trong bài này các em sẽ thực hành ở lớp và đây là chúng ta sẽ thống kê lại những kết quả mà chúng ta quan sát được. Rồi trước hết là ở đây các em quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa trước, bởi vì trong sách giáo khoa hình ảnh nó nét hơn. Chúng ta quay trở lại phần sách bài tập sau. Hình 23.1 cách mổ mang tôm sông. Rồi ở đây các em chỉ quan tâm đến chú thích thôi. Cách mổ thì các em đã được thực hành rồi đúng không? Một, đây chính là lá mang. Lá mang bám vào gốc chân ngực thành mỏng và có lông phủ. Lá mang. Hai, chính là lá mang này, thấy chưa, thành mỏng và có lông phủ. Ba, chính là bó cơ. Bó cơ đây, bốn, chính là đốt gốc chân ngực. Đốt gốc chân ngực, lá mang bám vào đốt gốc chân ngực. Bốn là đốt gốc chân ngực. Rồi tiếp theo là các em quan sát hình 23.3. Ba là dạ dày này, dạ dày. Bốn là tuyến gan. Sáu là ruột. Sáu là ruột. Rồi các em quan sát hình C. Hệ thần kinh gồm hai hạch não. Một là hai hạch não này. Với hai dây nối với hạch dưới hầu. Hai dây nối với hạch dưới hầu làm lên một vòng thần kinh hầu lớn. Rồi hai chính là vòng thần kinh hầu. 5 là khối hạch ngực. Khối hạch ngực này. Bảy là chuỗi hạch thần kinh bụng. Được chưa? Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi dài và tiếp theo là chuỗi hạch thần kinh bụng. Và bây giờ mời các em chúng ta cùng quan sát trong sách bài tập. Rồi trong bài này thì các em chỉ cần hoàn thành chú thích thôi. Chú thích vào các hình dưới đây. Thay cho các con số 1, 2, 3, 4 theo yêu cầu của bài thực hành. Rồi trước hết là hình 23.1. Hình 23.1. Cách mổ mang tôm sông. Một chính là lá mang. Lá mang. Hai đây là lá mang này. Lá mang. Ba là bó cơ. Bốn là đốt gốc chân ngực. Lá mang bám vào gốc chân ngực đây. Rồi hình 23.3. B. Ba là dạ dày này. Dạ dày. 4 là tuyến gan. 6 là ruột. 6 là ruột. Rồi hình 23.3C. 1 là hai hạch não nha.
hai là vòng thần kinh hầu, năm là khối hạch ngực, rồi kéo dài xuống, bảy là chuỗi hạch thần kinh bụng, chuỗi hạch thần kinh bụng đây. Rồi phần 3 la mã nhận xét, nhận xét về cách tiến hành bài thực hành của nhóm nguyên nhân thành công. Thành công vì thực hiện đúng các bước tiến hành mổ. Rồi trong bài hôm nay thì chúng ta chỉ cần ghi chú thích thôi. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.